Xin chào các khán giả thân mến. Tôi cảm thấy rất vinh dự khi video của tôi được mọi người xem. Và tôi rất biết ơn các bạn đã dành thời gian trong lịch trình bận rộn của mình để xem video của tôi. Mong các bạn xem xong có thể giúp chia sẻ. Hãy để nhiều người biết về nó hơn, mang lại niềm vui cho những người bận rộn hơn và làm cho cuộc sống trở nên đầy màu sắc hơn. Và tôi cũng mong mọi người có thể cho tôi một like. Đó cũng là sự ghi nhận tốt nhất đối với tôi. Tôi rất biết ơn. Video trước, tôi đã giới thiệu bí quyết thứ hai trong 10 bí quyết cổ xưa để trường thọ. Đó là bàn chân là trái tim thứ hai, thường xuyên xoa bóp bàn chân để trường thọ. Còn video này là bí quyết cổ xưa để trường thọ thứ ba. Đầu là ngôi nhà của trí tuệ. Chải đầu 3 lần một ngày để thoát khỏi mọi bệnh tật. Tài liệu cổ điển Nội Kinh được viết trong thời Xuân Thu và Chiến Quốc nêu rõ năng lượng tinh thần của tất cả các kinh dương chung trong đầu và tinh hoa của tất cả các tế bào tủy tập trung trong bộ não. Và cái đầu là nơi chứa đựng trí tuệ. Nói cách khác, nếu có tổn thương ở đầu sẽ có dấu hiệu sa sút tinh thần, lú lẫn như đầu cổ rũ xuống, không nhấc lên được, mắt trũng sâu, đờ đẫn. Nghiên cứu y học hiện đại của Trung Quốc cho rằng mười hai kinh mạch quan trọng của cơ thể con người, hơn 40 huyệt đạo lớn nhỏ, và hơn 10 vùng kích thích đặc biệt đều hội tụ trên đầu. Ở trung tâm của đầu, tức là năm inch phía sau chân tóc phía trước, và 7 inch phía trước của chân tóc phía sau, có các huyệt Bách Hội, Bái Huy, Tứ Thần Thông, Sư Chén Khoang, Thượng Tinh, Sang Sinh, Đầu Duy, Thấu Quấy, và các huyệt Phong Trì, Phong Trí, Á Môn, Giá Mẫn, Ế Minh, Ý Miễn, Ngọc Trầm, Du Dẫn, ở xung quanh xương trầm phía sau cổ. Huyệt Ế Phong, Y Phân, huyệt Thái Dương, Thái Giáng ở trên Thái Dương, huyệt Xuất Cốc, Lưu Cũ và huyệt Ấn Đường, In Thắng ở trên trán. Thay vì dùng kim bạc nhỏ để thực hiện xoa bóp châm cứu
kích thích các huyệt kinh này. Ta dùng lược sẽ tác động được cả 12 kinh, thúc đẩy máu lưu thông khắp cơ thể, khiến khí huyết lưu thông thuận lợi, điều hòa chức năng thần kinh não và tăng cường quá trình trao đổi chất của tế bào não, trì hoãn sự lão hóa của tế bào não, tăng cường trí nhớ, sảng khoái não bộ, và cũng có thể loại bỏ các loại mệt mỏi, mất ngủ, khó chịu, đau dây thần kinh, đau nửa đầu, và cải thiện thính giác và thị giác. Thậm chí có thể đóng một vai trò nào đó trong việc cải thiện thính giác và thị giác. Vì lý do này, một số người chủ trương rằng chải đầu 500 lần một ngày không phải là quá nhiều. Tốt nhất nên chải một lần vào buổi sáng, một lần sau giờ nghỉ trưa và một lần nữa trước khi đi ngủ vào buổi tối. Mỗi lần chải từ 600 đến 100 lần trong 2 phút là phù hợp. Chỉ cần chải tóc đều đặn, bạn sẽ cảm thấy sảng khoái, tràn đầy năng lượng, ngủ ngon, tóc bạc sẽ chuyển sang đen, cảm giác thèm ăn cũng tăng lên. Có thể thấy, chải tóc thường xuyên quả thực là cách đơn giản và tiết kiệm nhất để duy trì tuổi thọ và chăm sóc sức khỏe tinh thần, năng lượng của cơ thể. Chải tóc bằng tay. Dùng các đầu ngón tay cào đầu từ chân trán lên đỉnh đầu, sau đó massage tiếp ra vùng sau đầu. Mỗi giây cào từ 2 đến 4 lần, thực hiện đều trên cả vùng đầu trong 1 phút là có thể dừng lại. Việc dùng các ngón tay cào đầu có thể kích thích vỏ não, thúc đẩy sự trao đổi chất, cải thiện trí nhớ, làm tăng lưu lượng máu trong não, làm cho gốc chân tóc được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, tóc sẽ dày lên, đen và sáng bóng. Chải đầu mang lại tác dụng làm lưu thông các kinh lạc, điều chỉnh sự cân bằng chức năng bên trong cơ thể con người, là một cách tuyệt vời để duy trì sức khỏe và tăng cường sức mạnh cơ thể. Cải thiện giấc ngủ. Đầu là điểm hội tụ tất cả năng lượng và được biết đến là nơi tất cả các kinh mạch của cơ thể kết nối với nhau một cách trực tiếp và gián tiếp. Chải tóc cho máu trong não, giúp thúc đẩy lưu thông tuần hoàn máu trong não, giúp tinh thần thoải mái và giảm gánh nặng cho não. Nhờ đó, chất lượng giấc ngủ tự nhiên sẽ được cải thiện. Hầu hết những người bị mất ngủ vì bị áp lực lớn, tinh thần căng thẳng, nếu massage đầu thông qua chải tóc cũng có thể làm giảm áp lực và giúp bạn ngủ ngon hơn. Cũng có thể kích thích các nang lông phát triển. Dinh dưỡng đầy đủ sẽ ngăn ngừa được tình trạng rụng tóc và giảm tóc bạc. Ngừa bệnh đãng trí. Chải đầu mỗi ngày cũng hữu ích trong việc ngăn ngừa bệnh Alzheimer. Quá trình chải tóc có thể thúc đẩy lưu thông máu trong não và ngăn ngừa xơ cứng động mạch não, khiến não hoạt động linh hoạt. Đặc biệt đối với người già, giúp ngăn ngừa tình trạng
suy giảm trí nhớ, cải thiện trí lực, phòng ngừa bệnh đột quỵ. Các nghiên cứu hiện đại về châm cứu đã tìm thấy sự liên quan giữa liệu pháp chải đầu với bệnh nhân bị đột quỵ. Chải đầu kích thích các huyệt trên đầu và vùng não tương ứng với các chức năng thần kinh như dây thần kinh vận động, cảm giác, nói, cân bằng và thị lực. Kích thích da đầu đã được chứng minh trong một số trường hợp đã giúp người bị liệt nửa người khôi phục hoạt động bình thường. Có thể nói, chải đầu là một cách bổ sung hữu ích vào việc chữa trị cho người đột quỵ. Nhức đầu là căn bệnh phổ biến hiện nay. Không nên cứ đau đầu là uống thuốc giảm đau. Sẽ vô ích vì không phải là chữa gốc, mà phải tìm nguyên nhân để trị. Có thể vì sung huyết não, đụng vào da đầu thấy đau, hay là thiếu mô não, cào đầu lại thấy dễ chịu. Huyết áp thấp, hạ canxi, hạ đường huyết, vân vân. Tốt nhất là cào đầu nhằm tránh tắc mắc cái máu não làm cho bị hôn mê. Nếu bạn muốn biết thêm những điều lạ lùng, thú vị và nhìn thấy thế giới rộng lớn hơn, thì hãy theo dõi kênh Dr. Đỗ Nguyên Thiều Official. Sẽ chia sẻ những bài thuốc cổ truyền, những giai thoại, những câu chuyện cuộc sống với các bạn tại đây mỗi ngày. Tôi chúc tất cả các bạn một cuộc sống hạnh phúc và mạnh khỏe. Xin tạm biệt.